Thank you.
Thank you.
con tôi đi đâu? Nhà cửa thì tan hoang, giấu nó đi đâu à? Có cái gì đấy? Ta cũng làm như con của mình ấy. Đi học ra con. Đi đi về đi. Đi làm một con được với các bạn nhiều không? Đó. Học vui hơn ở nhà rồi. Chị hỏi làm gì? Con mua bim bim này. Con của chị đâu mà chị hỏi nhỉ? Mẹ mua bim bim này con. Con muốn ăn nào. Mẹ mua bim bim này. Đây này cho con này. Con muốn ăn nào. Đây mẹ cho mà. Bim bim biết được chị tẩm thuốc hay cái tránh gì ra. Tránh ra. Chị tẩm thuốc vào cho nó ăn xong rồi. Bim bim biết được gì. Tránh ra. Tẩm thuốc thì sao? Nào con ra đây nào. Không quen biết gì đâu mà ăn. Nào con ơi, không quen không biết gì suốt ngày phải dụ dỗ cháu tôi. Ai dụ dỗ? À? Không dụ dỗ là gì? Ai dụ dỗ? Không dụ dỗ là cái gì? Đánh ra. Không dụ dỗ là cái gì? Đánh ra.
Đây có một tơ. Đi về bắt cơ vậy. Cơ vậy mẹ. Mẹ mà con. Con. Mẹ cái gì mà mẹ? Biết được là biết được chị là ai. Mình không biết biết cái này. Biết được chị là ai. Bê bim lại không ăn. Đi đâu mà? Ở cái liều đấy làm gì? Mẹ vừa mới điền đấy, cái gì cũng không có. Cái gì không có? Tôi nuôi được nó là được. Chị nuôi bằng cái gì? Chị nuôi con tôi bằng cái gì? Nuôi nuôi làm gì biết là nó không nói là được. Đã còn đi lấy cả quần áo của nó nữa. Mất ngày về nhặt nhặt mẹ. Thank you.
làm người mẹ kiểu gì nữa. Lúc ngày bảo đòi về đòi con chẳng biết tôi phải con thật không mà làm như thế này.